Xin chào các bạn đã đến với kênh của Cương Hải Phòng. Nay thì Cương Hải Phòng trao đổi với anh em về ít bông dơn, hay là ngoài Bắc mình gọi là hoa lay ơn, mà ngoài trong Lâm Đồng hôm nay 15 hôm rằm rồi đấy, là người ta chuẩn bị nghỉ mất rồi. Thì về cái thằng đấy thì nói chung là hiện giờ là giá nó khoảng 30. Từ giờ ăn Tết thì nó có tăng hay không thì mình cũng không biết. Nhưng mà năm nay nó khởi đầu như thế là đẹp đấy. Bởi vì là nếu mà bắt đầu vài ngày nữa là bắt đầu đội Hà Nội vào đấy nhá, là 2-3 ông công táo là đã có mặt ở ngoài Bắc rồi. Đấy, bông Hà Nội. Còn bông miền Trung thì nó là hết khoảng 26-27, Sài Gòn là từ 27 đến 30. Đấy, nó là như vậy, nắm bắt cái bông ở Lâm Đồng nó như thế. Và chủ yếu là ở những cái địa phận như Tu Cha này, Đơn Dương này, rồi là Hiệp An, xã Hiệp An là nhiều nhất, Đức Trọng đấy là nhiều nhất. Bởi vì cái tôi ở trong đấy cũng hơn chục năm rồi. Để nắm bắt tình hình thì năm nay bông tầm này mà anh em vào thu mua để xe đông lạnh là quá ok luôn. Mấy nữa nó theo cái thời tiết, ví dụ như là anh em ở trong đấy ấy, mà thời tiết nó càng nóng ấm ấy, tức là ấm ấy, là bông nó lên càng nhanh phát triển mạnh. Còn không, nếu mà trời lạnh mà nó phát triển chậm thì lại phải cần phải phun rút cần đấy, kích thích cho nó. Chung về bông bang thì anh em nắm bắt thời cơ, nếu vào sớm thì bây giờ giá 30 thì về buôn về Bắc mới là miền Trung để mình để kho đông lạnh vẫn được, không sao cả. Nhưng ở Lâm Đồng, ở trong Sài Gòn thì mình dùng bông nóng đi vài tiếng là đến rồi đấy, nó như vậy. Thì anh em cứ cân đo đong đếm, nhưng mà về ngoài Bắc thì cứ mua sớm đi, mua hẳn tại vườn giá chết luôn, ví dụ 3.000 bông, 2.500, 3.000 nên là mua luôn, về mình buôn người Bắc là có lời, mua cả đám đấy, không thì mình mua theo ngày. Đấy, đấy là những kinh nghiệm mà Cương ở phòng trao đổi với các anh em. Rồi, xin chào các bạn, anh em những clip sau.